Hi và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại kênh Trang Ly Game mới của mình em Và trong uh, video ngày hôm nay thì mình uh, sẽ review về update mới của tựa game uh, Kim Big nha anh em thì Rất nhiều anh em cũng đã comment uh, trên channel của mình Lẫn Discord của mình là game Kim đã update Nên là anh hãy vào review đi Thì đáp lại những uh, sự yêu cầu và trông đợi của các anh em thì mình vừa câu cá với vinh chủ tịch bác tô và tấn tài gaming về dầm mưa dời rồi tắm rửa sau đó vào đây thấy những bình luận khò minh của các anh em bảo là game update rồi tại vì từ sáng giờ là mình không có vô game anh em từ sáng giờ là 6 giờ mấy là bắt đầu là chống phao câu đi câu cá ngay lập tức nên là không vào game không biết update không giờ là trễ rồi anh em à giờ đây là tầm, tầm mấy giờ rồi ta mình cũng chả biết nữa hình như là gần năm rưỡi rồi anh em kệ đi bây giờ thì à, quay lại cái vấn đề mà review cái tựa game King biết này em thì mình thấy á là hiện tại là mình đang ở đảo bích ghi và hòn đảo đã được à, thay đổi đi hoàn toàn anh em à anh em thấy nè hòn đảo à, không còn à, như trước kia nữa em thì à, sau khi mà anh em xuất hiện ở đảo tân thủ á thì nó có một cái chỗ à, để cho anh em xác nhận những cái hòn đảo và những cái cấp độ mà anh em có thể farm được này ha thì à, lấy ví dụ Là cấp 1 thì anh em sẽ farm ở đây Đấy anh em farm xong ở đây rồi Cấp 50 thì anh em sẽ farm ở đây Và cấp à, 250 anh em farm ở đây Rồi 100 anh em farm ở đây 525 anh em farm ở đây Rồi 400 anh em farm ở đây em đó Thì nó à, chia ra từng cái từng cái như vậy Và như là mình thấy lúc nãy là có một bạn Sử dụng năng lực trái quỷ Magu thì phải Đúng rồi đúng rồi sử dụng năng lực trái quỷ Magu em và từ 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 trước khi mà nói về à, cái trái quỷ magu đó đó thì mình nghĩ là anh em nào cũng biết hết tại vì mấy chiêu nó bình thường quá chủ yếu bây giờ nè có bốn trái quỷ mới mẻ đầu tiên là trái ác quỷ của thất vũ hải moria kế đến là trái của tứ hoàng kaido kế đến là trái à, báo hem rồi trái hu câu cổ trái sói vậy là lần update này thì admin cho ra bốn trái joan lượng anh em và nó quý hiếm nhất sẽ là trái à, vô anh rồng hem. Rồi sau đó là báo, rồi sau đó là hươu cao cổ, sói. Nhưng mà hươu cao cổ với sói chứ mình nghĩ là nó cũng à, dễ dàng kiếm. Nhưng mà đối với những bạn nào nhiều tiền thì mình nghĩ là kiếm một trái quỷ thì tương đối dễ để hem. Và trái quỷ nó sinh sản là 40 phút. Thì 40 phút thì cứ trong map thì anh em cứ à, đè đi tìm hết tất cả các à, hòn đảo hem. Thì à, nếu mà anh em không tìm được thì sau 15 phút nữa nó sẽ biến mất. Như anh em vào server thì anh em để ý nó Chẳng hạn như anh em vào 4 giờ đi Thì 4 giờ 40 thì anh em đi tìm Rồi anh em tìm đến 4 giờ 55 á Mà không tìm ra đó Thì trái quỷ sẽ biến mất Tại vì nó chỉ tồn tại được 15 phút anh em à Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi đây đi đó em Để coi coi admin thay đổi những gì em Mình nghĩ là từ sáng giờ anh em cũng đã biết hết update nó là gì rồi Mà bây giờ thì mình cứ là tà là tà đi chơi anh em à Đi lại cái đằng đây nè Mình thấy có một cái con thiền nó lạ lắm nè anh em Chắc con tàu của uh, Muria Đây đi. đi lại uh, gặp uh, thất chủ hải uh, Muria hả các bạn Thì mình thấy đảo Bất Ghi đã thay đổi rồi ha Rồi những con đảo khác thì nó cũng thay đổi luôn nè anh em Để mình qua thử đảo Alon coi có thay đổi hay không Lên 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 thuyền Ủa này cái gì ta mình đang xài À mình đang xài như là năng lực của trái quỷ trái quỷ trọng lực anh em trái uc si khá là mạnh mẽ đấy farm cũng đỉnh cao đẳng cấp ủa rồi cái ta của mình đâu ta ủa ta của mình rồi nâng nâng ở cái lùm nào ở đây là những cái điệu nhảy nè ủa mình không thấy ta luôn anh em ơi thôi 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 không sao không sao cái chuyện ta tiếc gì từ tính sau hay không ôi đảo Alon cũng thay đổi luôn nè anh em Nói chung là tất cả hòn đảo đã được rất nhiều admin và các bạn thay đổi luôn rồi ha Rồi bây giờ mình sẽ lăn lịch Trời ơi khổ. Đang chạy lên lách, đang quay game luôn á Vinh ơi Kim up khổ. rồi nè Khổ khổ con khỉ khô Khổ Ừ khổ Đi, đi câu về bệnh Corona nè <laughs> Mày vô server của team hay ai à? của chủ tịch hay có ai? Không, không có. Tại vì tao quay review những cái hòn đảo mới nè. Tại vì Kimbit nó đổi hoàn gì? toàn luôn cái Vinh, nó đổi hết tất cả đảo luôn. Làm mới à, lại nghe, tất nghe cả nói luôn. Này, cài cực hơn á, nay nói là tụi nó nói nay chơi có mục tiêu hơn hay lắm á. Ừ, có mục tiêu như vậy nó mới hấp dẫn. Và trái quỷ đừng lỗi đam như lúc trước. Nghĩ đó, sao mà, mà cấp cấp 300 được. 400 mà quánh chết được full cấp là thấy ảo diệu rồi. Và cấp độ hiện tại các bạn có thể tăng lên được là 1750 nha anh em Mình cũng không biết là còn giữ được cấp độ ngàn hai của mình hay không nữa Giờ mình chả thấy cấp mình đâu À đây nè Ngàn hai năm mươi nè à, Vẫn còn nha Quên 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 còn tí nữa mấy bạn bảo đẹp trai mà lé nữa Thôi mà kệ không sao Mấy bạn khen mình đẹp trai là được rồi <laughs> Rồi mình mở menu lên ha Nhạc này thì không mở nè Mở cái phần ta lên nè Thì phần ta thì mình Chơi chơi mát điểm kiếm hả Chỉnh về điểm trác quỷ liền Ồ oh, Bây giờ admin cho giới hạn rồi nha anh em Bình thường anh em có thể uh, nâng uh, xả láng bà làng hay không Giờ admin cho giới hạn trái quỷ rồi Giới hạn uh, theo cấp độ của các anh em Anh em lên 1250 Thì uh, cái điểm đó sẽ mát 1250 Nhưng mà bây giờ là một năm 1750 Thì anh em sẽ mát là 1750 ha Nó không cho anh em nâng lên 2000 mấy nữa Nó ảo diệu lắm anh em à rồi mình sẽ bắt đầu nâng lên. Ở đây mình có 100 điểm nè. Mình sẽ thêm một mớ nữa ha. Ồ, ở đây mới đúng chứ nè. em. Đó, vậy nè. 59 chứ. 1059. Ồ chứ. 1. Và đi cứ à tập đại vô đây đó. Rồi mình sẽ tính tổng từ từ ha. Rồi 99 điểm đập vô. Ôi không. Ôi ôi ôi, cái này cộng bao nhiêu vô nữa ta? Thôi mình mình học toán ngu mình cứ cộng từ từ đi anh em à. Nó. Còn dư nữa, còn dư thì chắc chắn là đập vào defense nữa anh em à. Ôi, vậy là mình có thể uh, mát được uh, gần như là ba đường. Vô. Vô defense 985. Đó ngọn lành. Vậy là bây giờ mình cài lên 1750 thì mình sẽ mát được một đường nữa anh em, ngọn ha. Rồi đường này mình sẽ được một khúc nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đây nè, ở đây có chữ Ali. Oh, admin sửa lại là cho Ali được vô hết tất cả luôn nha anh em. Đó, sẽ không bị đánh đập và hành hạ nữa ha. Có đời, có đời thì mình chưa có tìm ra như thế nào anh em, tại vì á mình cũng không có coi thử trong Discord hay là cái Twitter quạt min á có up lên hay không thôi kệ đi rồi tắt mình tắt cái dòng Ali ha riêng về shop á thì shop bán 100 100 robot bằng 50k billi. vậy là các bạn có 100 robot các bạn sẽ mua được 5k Billy ha mình nghĩ là farm sẽ khỏe hơn rồi ở đây thì các bạn nào mà máy yếu thì cứ bấm ở đây chuyển về còn nhạc đó thì bạn cứ tắt đi ha ở đây thì mình thấy là admin uh, sâu một một dàn bài hát ra luôn anh em Muốn lay bài nào thì cứ mở nó lên thôi Lay và top rồi thôi Mình nghĩ là nên stop nó đi Đó, nó lên nhạc, anh em thấy chưa Rồi bây giờ uh, tắt sau đây ta Tự nhiên chọc chọc, chọc 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 cho lên nhạc rồi anh em À, mình bấm lại Mình bấm lại vô nó nó sẽ top Đó, bấm lại vô cái bài đó Rồi ok, hiểu rồi, hiểu rồi Ý nè, các bạn có trái hung câu cổ nè anh em Ừ, thấy không đó ngon chưa ô hai bạn có luôn Hụ cao cổ mà nấu cái gì cái nè anh em coi nè mình đây cực đại đi ai thèm hủ cao cổ nó đơn giản giản đơn vậy thôi nó giọng cho hai ba cục thiên thạch là nhíu liền y nó vẫn nó vẫn còn cái lỗi này anh em à diễn diễn thử ngàn tư ơi, cái thằng kẻo nốt này làm gì làm gì Mày trò gì vậy à, Leo hả Nói chung á admin để cái tên leo như vậy là đừng có cho nó đụng cái bản quyền của phim đó anh em Chứ đúng ra là Luki ha Rồi Ê, mình bấm lộn chữ C à Hí. Em nhầm rồi mấy anh ơi Trời ơi Mày mày giỡn mặt giỡn mặt giỡn mặt hay mày leo rống chưa hả hiên thạch mau đến đây đợi lệnh lỡ đây lỡ đây ăn tiền là ăn tiền kêu qua dép nè anh em để anh em thấy không sắp chết liền quýnh xong chiêu dép là nhíu liền hiên thạch đâu mau đến đây đợi lệnh giết con này cho anh em coi nè hơi cà lem kem chuối thôi anh em ơi tuổi Trời gì vậy Đầu y Y chang báo đằng kia luôn anh em Rồi bây giờ mình à, sẽ đi qua cái à, thiền của à, thất vũ hải mua rí Mình coi thử cái gì bảnh ha Đây 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 Hừ Con giá sòi đây hả Ý Nhà em vũ đánh đựng giá sòi nè anh em Đâu vậy Thằng cha em vũ đâu Để em coi thử coi Thằng cha em vũ trốn đâu à, đây 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 phải làm nhiệm vụ đây ha Rồi ok Ở đây thì nhiệm vụ Ôi Quỳnh ngành 325 Ủa rồi cái nhiệm vụ đánh con giá sồi nó đâu ta Làm gì mà anh em cứ canh 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 cái đầu mo Canh đầu ghẻ mình gõ không vậy à, cái thằng núp đây nè Thằng núp đây nè Thằng núp đây nè anh em Thằng núp đây nè Trái tim uh, chu mèo áo rồi các kiểu ha Đây giải giải quyết con giá sòi vậy là một ngày hai năm mươi thì anh em có thể qua đây farm ha đó mình, mình sẽ xử con giá sòi cho anh em coi nè anh em né ra nha mình 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 bứa con giá sòi này cho nó ớn giá sòi lựa đây giá sòi lựa đây xong xong rỗng rỗng giá sồi lên liền anh em nè một phát nữa nè đi chầu âm ti địa phủ ở đây coi như là qua đây à, chơi vui vui được rồi anh em rồi nè ha mình à, lại đây mình à, set bam ở đây ha mình sẽ bam ở đây trước đi cái chuyện trái quỷ từ từ mình review cho anh em coi cái chuyện trái quỷ nó cũng dễ lắm anh em à bây giờ tiền của mình cũng có tiền rồi nè ha Mua mấy hào gì Ủa mình có được nhiêu à Ủa tao 3 triệu mấy dữ ta 3 triệu mấy à? mua Mua được nhiều à anh em Mua được nhiều à Tao cái chục trái à Mà không biết giờ trái quỷ đổi bán bao nhiêu thôi Cái gì à Cái thiền Cái thiền sao không cà niễn cà niên vậy Rồi bây giờ mình à, qua bên à, chỗ mua ría em qua đây coi mình bứa nó luôn cho anh em coi nè anh em đừng có tưởng cấp độ của mình vậy mà xử thằng khắc vũ hải đó không được mình đập lên lên không nổi thở thở không được luôn cho anh em coi nè quấn rưa không đập dậy nó mới ớn Một hãy thấy 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 đứng đứng cái thay là anh đây là anh thấy mắt ghét rồi hay không cố cho coi phải trảm yêu thiên sứ nó, nó mới ớn nó sẽ đi diệt uh, quái bự ta toa ta ủa mà sao giờ không thấy bạn nào ăn trái quỷ cái đồ không, ha chắc uh, khó ra lắm hay gì đó anh em hờ ơi nói thiệt được cái thay to sát chứ không được gì đâu từ từ ôi chị nay nay búng búng vậy hả đây nè anh em ủa cái thằng kia ở trọng nó bán gì trong nữa kìa Trời ơi cấp ngàn sáu mới nhận hả à? Mình đây cần gì ngàn sáu Nghĩa làm gì vậy Đồ điên này Mày điên hả mày 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 khùng mày, mày, mày trứng mỡ mày sẵn máu mày hả Ghê mày Nè 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 Tao nói vỡ đầu nè Mày 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 tưởng có một mày 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 tưởng có một mày có đó hả Mày tưởng mày thả dư là mày thả được hả Mày thả dư hả Anh đem cháu thiên thạch được không có làm cái gì hả Cầu trời mày giải Phật gì đây Ơi 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 ơi! Em có nói gì anh đâu Rồi xong luôn Mém chết ảnh này, này Mém chết mém chết thấy không Tại uh... Tại cấp ảnh uh, ngàn 600 ngàn mình ngàn hai thì cũng uh, dạng chơi sung sản quá ha. Nhưng mà đánh được nha anh em Anh em đánh cứ hit and run anh em đánh chạy á Tại vì mình đứng mình uh, cương á Cương với bác sĩ Cường là chết phải rồi Rồi bây giờ uh, qua bển lại ha để coi bán cái gì Những hòn đảo khác thì mình uh, sẽ từ từ uh, dạo quanh Ý Mình đâu có cần mà phải vậy anh em Đúng không Đi thiền chi cho mệt Quên vụ có trái quỷ du si mình có thể sử dụng cục đá mình bay mà đang bay có dùng cục đá không không mình đâu thấy dùng cục đá đâu Bay nãy giờ ngon lành mà vừa mở khen tưởng đâu à, lâu lâu mới bị nào ngờ bị ngay tức khắc à chạy vô đây Ha nhiệm vụ trong đây là đánh lính nha anh em anh em chán anh em đánh lính ha nhưng mà đa số anh em nhận đánh bốt thôi mà không ai nhận đâu vui 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 trong đây có uh, che che giấu uh, bí ẩn bí bí mật gì được cất giấu không Thôi em vòng đi coi coi trái quỷ mình nghĩ là có rớt bên đây luôn nha anh em mình thấy mấy gốc cây mình nghi ngờ lắm anh em kiếm trái quỷ cứ kiếm đi ha gì đây có hầm có hầm bí mật gì không thôi bí mật đó từ từ uh, từ từ kiếm anh em à nè chỗ này nè phải không này gì đây mình tưởng mình tưởng mình tưởng đâu hầm hầm bí mật cất giấu gì chứ Mà quên bấm control cho chạy lẹ nữa Bây giờ mình lên đảo trên trời coi thay đổi sao ha rồi mình nhắm thẳng vô mình bấm phím một nè đó cái mẹo này vẫn còn xài được nha anh em cái mẹo này vẫn còn xài ổn không bị dục cục đá đảo trên trời mình thấy là vẫn còn à, giữ như cũ ha không thay đổi gì nhiều Hình như là không thay đổi luôn á Chỉ chỉnh sơ sơ là một tí thôi anh em à Chứ mình thấy mấy nhân vật này à, vô cùng quen thuộc Như chẳng hạn nhiệm vụ đánh à, chú trời Nô no nè Rumble Man Đây quốc thôi Ờ, à, Haki quan sát đồ các kiểu ha Mình ở đây là không cho vụ Haki quan sát đâu Nè, 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 vỡ Vỡ đầu nè, ở đó Haki quan sát

Labata được thay đổi luôn rồi anh em à Lúc trước là chỉ Một cái vùng đất sa mạc Rồi sau đó là có một cái kim tự tháp nhỏ nhòi thôi Bây giờ thay đổi hoàn toàn này ha Thằng này thì mình nhận mình đánh á à, Anh ba, anh ba, anh ba Anh ba ha Nói chung là Mọi thứ thì chỉ được trang hoàng Trở lại rồi Quán đổi vị trí của các boss thôi anh em à Đây nữa nè ha Đây là mình nhận nhiệm vụ mình đánh Rekudai, Rekudai Yeah. ngầu 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 trong đây có che giấu vàng gì trong đây không? Ôi sao không vô tổng uh, Lua đồ gì hết vậy ta? lại phải bán gì chứ? Đây, đây 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 có có bán vũ khí râu trắng bên đây chứ anh em? máy shop thì vẫn còn uh, giữ như cũ nha anh em. có thêm máy shop mới có thêm máy shop mới hay không thì mình không biết nhưng mà vẫn giữ như cũ nhưng mà cái vị trí sẽ được thay đổi ha. Rồi kiếm kiếm Rayleigh với kiếm Haki vũ trang, Haki quan sát thì xem bộ thì khó với Kaido Cái này là phải xem lại từ từ anh em à Xem lại để biết uh, chuẩn xác cái vị trí của nó Tại vì uh, những cái vị trí khác á Thì nó đã thay đổi rồi anh em à Rồi đây, mình đi thêm một vòng qua đây nữa ha Coi như là bây giờ là lần này mình khám phá map thôi Đi xung quanh chơi chơi vậy thôi anh em à Ủa bên đây là đảo của ai đây ta À, Shibinai. <laughs> Đứng bệnh chơi đi nghe không Ê, ê quên. Quên, 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 quên 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 Một liền Một là anh em bay Mà anh em sẽ Sẽ chỉ có thể xoay được vòng vòng thôi Mà mình không thể điều khiển lên xuống được ha Nhưng mà cái anh em bay như thế này đó Thì Anh em không sợ Nó bị rớt giữa đường Nhưng mà nó trúng vật phẩm Thì như vậy đó anh em đúng những cái vật là phẩm mà cản đường anh em á thì nó chướng ngại vật thì sẽ bị dướng mà say say vậy ở bên đây thì uh, hất vũ hại kuma thì cũng y vậy thôi có điều thay đổi đôi chút là hằng sabo quá anh em bình thường là đứng trên cái uh, dạng lý trường thành mà giờ được chuyển về đây rồi lúc trước có một cái dạng lý trường thành á anh em bay ra ngoài mới mua được vũ khí của sabo mà giờ sabo được chuyển về đây hơi cũng được rồi đó thì còn những cái đảo khác á Thì mình vẫn chưa có qua nha anh em Tại vì á, dưới cái cấp độ của mình á Thì mình chỉ farm ở đảo của tụi CP9 nè Rồi farm đủ CP9 rồi sau đó là mình qua bên chỗ thất vũ hải Moria mình farm ha Còn những cái đảo khác còn lại á Thì nó nó quá là dễ dàng với mình Nên là mình không có đi qua bển ha thôi nói nói gì thì nói thì mình cũng lết lết qua bển lại một hai lần gì đó Ý quên mình phải giữ cái này anh em à để mình bay thẳng qua đậu rum trước chấp bơ thì lúc trước á thì mình không có farm kuma anh em à mình farm thất chủ hải kuma mệt lắm mình qua mình farm đậu rum mình lên thẳng cấp một nghìn uh, luôn là farm một mình con chopper bên đây cứ đè đầu farm chopper đè đầu farm chopper đè đầu farm chopper cứ cắm đầu cắm cổ farm chopper cứ vậy cứ vậy farm hoài để mình coi coi chopper bây giờ dễ farm không không nó cũng dễ anh em à nó không có khó đâu mình thấy vị trí nằm đây thì nó cũng khá là gần boss rồi ở đây thì 400 thì mình farm vua của đảo rum thấy không cái tên ăn cái quỷ mà có thể nhai ngấu nghiến đồ vật ăn xác ăn gì cũng được hết thiền của Luffy mà còn đòi ăn mà đây bốn trăm rưỡi bốn trăm rưỡi mình pha mai đó để mình ra mình coi thử coi chipper cấp bao nhiêu oh chipper hạ cấp xuống rồi nha anh em chipper bây giờ chỉ còn bốn trăm rưỡi thôi chứ lúc trước là farm chipper là đến chín trăm hai mươi lăm lần rồi thì anh em cứ coi từng cái hòn đảo á tại vì uh, mỗi cái hòn đảo tân thủ hạt min sẽ để như thế này nè đó thì anh em coi cái nào ok thì anh em cứ farm cấp 1 anh em farm đây, cấp 50 anh em farm đây. Cứ đủ cấp thì anh em cứ lết qua bên đảo khác farm. Chứ chẳng hạn một, một cộng thì từ một cộng nó sẽ cộng đến 50 thì 50 cộng sẽ cộng cho đến 100. Đấy, thì 100 thì anh em có thể qua đây rồi. Thì 100 để sẽ cộng sẽ cộng lên đâu? Lên 250. Đấy, để anh em farm ở đây thì đến 250 thì anh em có thể qua chỗ Sanji anh em farm thì từ hai trăm rưỡi nó cộng lên đó thì anh em dò trên đây đi đó cấp nào ok thì anh em có thể nè là một trăm cộng lên trăm tám chứ trăm tám thì anh em farm trăm tám nó sẽ cộng lên tới hai trăm rưỡi đó thì anh em coi đủ cấp độ thì anh em cứ lết qua bệnh farm thôi mình hiện tại là một năm mươi nên là mình sẽ trường qua đây mình farm ha không farm ở bên đây nữa tại vì farm con số già sẽ dễ hơn anh em giá sội dễ hơn chứ mình farm bên đây thì giờ bình thường quá rồi dễ dàng cái gì ạ À ra Không biết là chiêu thức của trái quỷ thay đổi hay không ha Rồi để mình coi thử coi là Luffy còn ở đây không không nham nhầm 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 Rayleigh Rayleigh đây đây có còn bán ghi 4 ở đây hay không Câu trả lời là Còn nha anh em Lúc trước là bơi dưới nước trốn Bây giờ là leo trên đỉnh lạng rồi Đó Anh em nào muốn có ghi 4 đó thì Anh em cứ lết qua đây ha 3M và 500 defense còn những điểm còn lại thì chả quan trọng. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Gì vậy? Mình mới thấy có một bạn cầm trái quỷ nè. Ủa trái đó trái gì vậy ta? Trái gì ngộ lắm nha. Thôi kệ cho, cho... Cho bạn kia đi. Cho cho bạn kia đi trái quỷ từ từ mình kiếm sao vậy. Rồi thì cũng cảm ơn bạn bắt khâm rất nhiều phải công ty là không cho mình trái quỷ nhưng mà cũng phải cho mấy bạn ghi ăn để cho mấy bạn nó có trái quỷ để mấy bạn đó farm rồi thì video này thì cũng cảm ơn rất nhiều anh em ở trong server này đã hỗ trợ mình rất là nhiều em cũng như rất nhiều anh em đã mua trái quỷ hay là lặn lội đường xa đi kiếm mình thì mình rất xin lỗi những anh em đó tại vì mình đang quay clip á thì không thể nào mà chat với anh em được tại vì chat với anh em thì nó sẽ rất là mất rất là nhiều thời gian em rồi cảm ơn anh em và bạn đã bỏ mất thời gian theo dõi hết video của mình trong ngày hôm nay hẹn gặp các bạn và anh em trong những video sau và lần tới của mình nha mấy ba anh em hú, hú.